Vâng, em xin chào tất cả các bác. Em gửi đến các bác cái bài hát Từng yêu như các bác nhé. Em hát qua con một kẻ hồn với IP ạ. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu sao ai yêu xa đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn hoa. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng em có